Chiều nay, 22 tháng 11, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều và lãnh đạo 11 phường bằng hình thức trực tuyến. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè và lãnh đạo Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều đang diễn biến rất phức tạp. Riêng tuần lễ từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 11 ghi nhận 1.009 ca. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, tổng cộng có 4.080 ca. Số F1 là 4.311 người, đang cách ly tập trung là 414 trường hợp. Đến nay, trên địa bàn quận có 225.479 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 94,9%, hiện còn 1.041 người chưa tiêm. Quận đã thành lập 11 tổ y tế lưu động để phối hợp triển khai công tác cách ly y tế tại nhà và đã có 469 F0, 498 F1 điều trị cách ly tại nhà. Khó khăn nhất của Ninh Kiều hiện nay là nhân lực của Trung tâm Y tế quận và trạm y tế các phường đang tập trung cho công tác truy vết, xét nghiệm cộng đồng, tiêm chủng và trực tại khu cách ly nên không đủ nhân lực để triển khai trạm y tế lưu động. 11 trạm y tế lưu động mới thành lập trang thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Để hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết đã triển khai 52 đội y tế lưu động hỗ trợ trạm y tế xã phường thị trấn của 8 quận huyện, trong đó quận Ninh Kiều được hỗ trợ 11 đội. Buổi làm việc đã trao đổi thống nhất các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, tập trung nhất là quy trình phương thức phối hợp trong công tác điều trị F0 và quản lý cách ly F1 tại nhà. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định tăng số giường bệnh tại các tầng điều trị để tiếp nhận thêm bệnh nhân. Đối với bệnh viện đa khoa thành phố, trang bị thêm oxy, bệnh viện lao và bệnh phổi tăng cường thêm bác sĩ hồi sức tích cực. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống phần mềm quản lý bệnh nhân, Sở Y tế phân công một đồng chí lãnh đạo chuyên trách về phòng chống dịch làm đầu mối giải quyết các vấn đề về điều trị. Phát hành sớm cẩm nang điều trị COVID-19 cho các địa phương, quan tâm thành lập nhóm tư vấn điều trị từ xa. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh một số vấn đề về thuốc để điều trị kịp thời cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà, tăng cường trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã phường thị trấn. Đối với quận Ninh Kiều, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, củng cố các tổ COVID-19 cộng đồng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chú ý việc cung cấp lương thực thực phẩm cho các hộ đang cách ly y tế, tăng cường tuần tra xử phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện tốt 5K, phối hợp tốt với thành phố để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều phối chuyển bệnh, nắm các diễn biến của dịch tại các phường, kịp thời xử lý khi phát hiện F0 đối với các phường tiếp nhận và tạo điều kiện để các đội y tế lưu động tiếp cận ngay với công việc.